Xin chào, chúng mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn là bọn mình là những con người đến từ năm 45. Trên đời năm 45 đấy các bạn. Tại vì bọn mình ăn rất nhiều gà, hôm nay mình đã gọi về 3 hãng hà gà. Đấy, nói là nhịn hết cả bọn mình. Đói lắm rồi, đại chiến gà luôn các bạn ạ. Gà Hàn Quốc luôn. Ở đây bọn mình có Papa Chicken, Don Chicken và Von's Chicken. Thì bọn mình đã đặt hàng 3 cái này cùng một lúc. Nhưng Papa là ở địa chỉ Xuân Thủy xa nhất so với bọn mình ấy. Cái Don này ở Hàng Bông và Von's này là ở Trung Hòa. Và Papa xa nhất lại đến đầu tiên. Thì Hàng Bông đến thứ hai và Von's là cái đến cuối cùng giao hàng. Thì là Papa sẽ chiến thắng. Mỗi một cái nhà thương hiệu gà bọn mình sẽ gọi một gà rán và một gà nướng. Đây, wow, mọi người ơi, em nghĩ chúng mình ăn cái đầu tiên vì nó rất là nóng. Phô mai gà nướng, phô mai. Cái này cay đấy. Đúng rồi, chúng mình sẽ giới thiệu một chút về ban chan của Von's Chicken. Đó chính là một hộp như cốc chè. Cái này là của Papa. Papa. Của Don là hai chiếc túi. Ui, cái này nhiều sốt không này? Ui, nhiều thì như có cả một tạt vàng. Đây là Don Chicken. Yeah. Vận động trước khi ăn gì ạ? Có một buổi trưa cách đây chỉ 2 ngày thôi. Khi mà đang cắm mặt buổi trưa buồn ngủ kinh khủng, em bắt đầu cắm mặt đến phòng tập. Mà xong rồi em buồn ngủ kinh khủng mà em cầm em cúi xuống, em cúi xuống, em đang sợ quá, em cúi xuống này mà nhắm mắt vào sao em nhìn thấy gà thôi, mở mắt lên em nhìn thấy gà. Muốn giảm cân thì cứ phải ăn no đã. Bát chan của bát chiếc cần giống như là cái kiểu như miếng thịt dừa được ngâm nước ngày xưa ấy. Đúng không? Ê, anh chưa, cái này có mùi gì ấy? Nó có cùng là cái này không? Đúng rồi, nó cứ như là mùi rượu ấy, như kiểu mùi giấm ấy. Em thấy như kiểu giấm rồi, mùi xoài nấu ấy. Nó bị lên men rồi chắc là. Đây là ban chan của Papa. Chắc là mình không ăn được cái đấy đâu. Nếu mà ngửi kỹ thực ra là nó có mùi xoài. Đấy, mùi xoài nẫu ấy. Mùi xoài nẫu, đúng rồi. Quyết định là mình sẽ không ăn ban chan. Bởi vì tập trung ăn gà. Ui, kiểu cay thế. Đây là má đùi. Sốt phô mai. Ui, thơm quá. Wow. Nó ngon lắm. Đấy là lúc mà vừa mới ăn xong ấy, là cái vị sốt chua ngọt nó sẽ nổ trong miệng. Nhưng mà lúc đầu chưa cảm nhận được vị cay. Mà sau khi mà ăn mình nuốt xong cái miếng đấy bắt đầu mình thấy cay. Khi nào đến đây à? Cay quá. Tại vì là cái vị chua chua ngọt ngọt này, cái cay ngọt ngọt này nó rất vào ấy. Cho nên là mặc dù rất cay nhưng mà vẫn muốn cắn thêm miếng nữa. Cay thế. Hãy còn làm má đùi không xương ạ chứ. Phô mai. Phô mai đâu? Đừng. Ui, đậm đà quá. Ui, nhiều phô mai quá, anh thắng phô mai không? Có, xin nhận. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ rất cay đây. Cay không? Yeah. Cay đâu, kiểu mình ăn quen rồi ấy. Phô mai thấm. Nói chung là vẫn cần uống nước. Tại vì với mình mức cay này là bắt đầu cảm thấy kiểu nhấm nhách khó chịu rồi. Mình ăn cái sốt phô mai của hãng khác đi. Hai cái này là hai cái đã được làm nóng bởi vì là nó đã được giao hàng đến sớm hơn. Đây là cái của Papa. Papa, còn đây là Don. Wow. Đây là cái lắm hay rác ở trên pizza đúng không? Hai cái này có mùi pizza ấy. Mùi pizza rất là rõ luôn. Mà phô mai của hãng này của Don Chicken nhìn sẽ kiểu phủ đầy bề mặt gà ấy hơn là của Don. Không cay. Nó có cảm giác pizza ấy. Chị có cảm giác của gà rất tươi ấy. Nó mềm ấy. Dù là nó đã nguội mất rồi. Miếng gà nó ẩm ấy. Có cảm giác độ ẩm của cái miếng gà bên này nó ẩm hơn ấy. Ăn một tí sốt là ngon. Cái mù tạt là sốt gì vậy? Cái mù tạt thì không cay. Mustard thì nó không phải là wasabi. Mustard hả? Đúng là miếng gà ở trong cảm giác rất là tươi. Nó không bị quắt lại. Nó giữ nguyên là độ ẩm của gà. Ở dưới cho gà còn rất nhiều nước. Hay là chính vì thế nên nó bị ẩm. Thế là mình có thể xin thêm một bát cơm. Thế là trộn cái nước sốt thì gà này nó ăn cùng. Cái gà này em thấy cảm giác nó là một cái miếng. Không phải cái suất gà gì nhỉ? Gà rang của phô mai ấy. Cái cảm giác ăn nó rất giống gà rang nhưng nó không phải là kiểu gà nướng. Mà cái này nó có nhiều sụn ấy. Mềm. Rồi chúng ta lại chuyển sang cái này. Thực ra cái này mới là cái mà cho cái cảm giác mùi giống mùi của pizza nhất trong ba cái. Tại có hành tây á. Và của Papa thì lại thấy nó hơi nhạt. Nó hơi nhạt, nó không ngấm sốt như hai hãng còn lại. Với cả cái miếng gà ấy nhỉ? Mùi thế nào ấy? Miếng gà như là gà để lâu ấy, nó không tươi như là gà của bên Don ấy. Cảm giác cái vị khi mà nó ngay khi vào đầu lưỡi là nó đã khác hẳn rồi. Nó cứ kiểu nhằn nhạt thế nào ấy. Miếng gà nó bị khô đúng không? Đúng rồi. Nó bị khô mặc dù là gà này bên dưới cũng có nước nhá. Cũng có nước để làm ẩm gà ấy. Nhưng mà ăn vào cái miếng gà ấy, thịt của miếng gà ấy chất lượng nó khác hẳn ấy. Gà bị mùi đủ lạnh. Đúng rồi. Cái bên này thịt mùi rất thơm nhưng bên này đúng là có cái mùi ở đây nó. Nó cứ bẩn bẩn xung quanh ấy. Miếng gà bở hơn hẳn luôn. Lại còn thêm cả ban chan cũng của Papa. Đâu ạ? À? Như kiểu là cũng là để lâu rồi ấy. Mình cái ăn một việc phi thường đấy là ăn thử cái này.
lấy rồi nó vẫn có mùi. Ôi, mình ở bên cạnh thôi mà mình cũng đã tự cảm nhận được cái hương vị đáng sợ ấy. Xong tận nắp rồi xong rồi, các mẹ. Khoan được đúng không? Nó đắng, bị đúng là kiểu bị đắng của lên men ấy. Nó vẫn đúng không? Đúng rồi. Mà nó không phải là cái cảm giác ra thành rượu đâu. Nó lại hôi hôi như thế nào ấy. Thế là không ổn nó nhé papa ơi. Phải công nhận một điều là gà của Don Chicken rất là ngọt. Ăn xong rồi vẫn thấy vị ngọt. Đúng. Tẩm ướp của Von thì lại rất ngon. Chuẩn. Nếu như ai là team của gà tẩm ướp thì chắc chắn là sẽ về đội của Von. Còn nếu như ai thích ăn gà tươi. Gà tươi đúng rồi. Ngon thì thật. Sẽ là về độ của Don. Cảm giác là ăn xong miếng thịt gà nó cứ ngọt cả mồm ấy, ngon thực sự mà nhá. Nhiều người mà kiểu chuyên gà ấy, thế là có hai cách để phân biệt khi mà ăn gà ấy, để phân biệt cái độ ngon của gà là ăn xong là thấy vị chua và thấy vị ngọt. Sau khi ăn gà, vị chua thì sẽ là gà không ngon. Thực ra thì tất cả các loại gà nếu như mình ăn riêng thì nó sẽ giống nhau. Mình phải đặt nó cạnh và ăn cùng một lúc thì mới biết được là nó khác ở đâu. Lần trước mình ăn ở đúng nhà hàng thì mình thấy là nó được, nó chẳng có vấn đề, tất nhiên vấn đề hôn mang. Có thể là họ bị mùi đúng không? Hoặc là bị dính cái mùi tủ lạnh ấy. Là bị một hôm như thế hoặc như nào, bởi vì chị cũng chưa ăn gà của papa, chị không biết. Gà papa cũng rất nổi một thời đấy, nổi danh. Mình sẽ cho cái này 5 điểm, cái kia trừ 1 điểm vì cay nên là mình cho 8, còn cái này mình cho 9. Em đang thấy là của gà của Von với gà của Don nó đang bằng nhau, bởi vì mỗi cái nó ngon một kiểu riêng. Cái của Don thì ngon theo kiểu chất gà ấy, rất là tươi, ngậy ngọt. Còn cái của Von là ngon theo kiểu tẩm ướp đúng kiểu gà Hàn Quốc. Hai loại này bằng điểm nhau là điểm 9. Cái này thì cũng bằng anh Thắng là 5. Mình thì chọn là cái này ở vị trí số 1. Còn Von là vị trí số 2, còn papa là vị trí số 3. Ôi, các bạn đã được xem cảnh kền vào tỉa gà. Đây, thì lấy cái này thôi. Chân đề thứ hai sẽ là chân đề gà nguyên miếng. Có một vấn đề khi giao hàng đấy là bọn mình gọi Von là gà rán sốt xì dầu nhưng lại giao những miếng gà rán không sốt xì dầu. Gà rán đường. Ui. Lớp bột này lại ngọt này nhỉ? Nó phải ngọt đường nó lại mình chính ấy. Thế á? Lúc ăn xong ấy. Đúng rồi, đây không phải. Nó lợ. Đây không phải là vị ngọt của đường. Cái vị ngọt đường thì ăn vào các bạn, nó ngọt sắc. Và đi vào cổ thì nó lại không bị lờ lợ lại. Vị mì chính là nó sẽ cứ ngọt. Nó đi vào bên trong, đúng rồi. Và cái vị mì chính nó lăn vào cả cái phần thịt gà bên trong luôn. Nhưng thật ra chất gà mình thấy cũng được. Thì là đúng rồi, cái vỏ ngoài nó bị ngọt quá rồi. Thế à, đây không bị mùi. Cái gà miếng gà cũng rất là tươi, nhìn rất là ẩm ở bên trong ấy. Chất gà cũng miếng gà kiểu như vỏ cũng giòn đấy, thịt gà thì cũng mềm ẩm. Nói chung cái này chỉ bị vấn đề là vấn đề mì chính thôi. Đúng rồi. Chứ còn lại thì được mà. Nghĩa là nên mì chính cũng được, bởi vì là mì chính, thực ra mì chính ấy nó đưa đẩy món ăn rất là tốt. Nhưng mà nhiều quá ấy, thì thành ra người ta lại kiểu cảm nhận được ngay ấy. Mà nó bị lợ ấy, ăn mì chính nhiều thì các bạn sẽ có cảm giác nó bị đầy bụng. Mình như thế. Đon nhìn giống hơi giống gà HS nhỉ. Nhưng mà mỗi tội là người ta rắc thêm kiểu phần đen. Đúng rồi, ăn nhiều Lotteria thì mình có thể nhìn ra được là ba cái này là ba kiểu sốt. Cái này sẽ giống với gà rán truyền thống. Cái này giống gà HS, còn cái này là giống gà sốt đậu. Các bạn nhìn thấy màu sắc nó rất giống, và bây giờ chúng ta tạm gọi đây là gà HS. Wow, thơm lắm. Ngọt, thơm. Này, hai anh em có thấy rất giống cái sốt Hàn Quốc lần trước chị em mình làm vào bếp không? Ừ, đúng rồi, cái này ngọt hơn một tí. Ngọt hơn, đúng rồi. Giờ họ làm bắt chiếc công thức của chị. Cũng là gà sốt cây ngọt của Hàn Quốc ấy. Cái chứng tỏ chị mình làm đúng ấy. Chuẩn đấy nhỉ? Ở đây thì ngọt hơn thôi. Đúng rồi, cái này chính là ngọt đường này. Nó không ra cái vị lờ lợ trong cổ họng như là lúc vừa nãy. Đúng. Dùng ngọt chất phát và ngọt dai dẳng. Nhưng mỗi tuần mình thấy miếng gà này không khô. Đâu bên trong thì gà cũng ẩm mà. Nếu là so với độ ẩm không bằng cái này đâu. Đúng rồi. Cái này rán rất kỹ nhưng mà nó vẫn ẩm thịt bên trong. Thịt của Don lần này nó lại không ẩm mà thịt của Von. Cái da gà của bên Von này nó xoắn lại luôn rồi họ rán cực kỳ là kỹ luôn. Chuyên gia gà. Ôi. Đôi khi đi ăn em còn ngắm miếng gà. Ngắm? Thế kia phải ngắm. Ôi nhưng mà cái sốt này ngon quá. Xé mỗi miếng da gà xong rồi kiểu nhanh ông nhấn mà vẫn thấy ngon. Ôi. Thì kiểu ăn bim bim ý. Thế cả ở Don này có một cái điểm là mặc dù là sốt cay nhưng lại không quá cay. Cho nên là trẻ con bảo sao rất thích ở ăn ở đây. Đúng rồi. Ví dụ như là ở Von lúc nãy là cay là rất cay đấy. Còn ở Don là cay nó chỉ nhẹ nhẹ tê nó kiểu đưa đẩy vị giác thôi. Và nó rất ngọt và trẻ con lại rất thích ngọt. Và ai có thời gian em ước là có những nơi mà đấy mà chỉ bán da gà và kiểu ước đấy đã trở thành sự thật. Đó. KFC ở Indonesia bán một món nó gọi là món da gà rán. Da gà chiên. Yeah. 2.000 một phần ăn. Chỉ có da thôi, ăn như bim bim. À đấy, ăn cái gà sốt này là bọn mình quên luôn cả chấm nước. Đúng á. Ở đâu này có ba loại nước chấm rất ngon. Nước chấm sức cay, một loại là sức cay với tỏi, một loại là mùi tạt vàng. Cái mùi tạt vàng ngậy. Này, sốt tỏi cũng ngon cực. Ngọt ngọt, nó thơm với tỏi. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Thì ra là mình phát hiện ra rồi là ở Don ấy họ tẩm ướp không cay nhưng mà tương ớt của nó họ rất cay. Thế là mình muốn ăn thêm cay mình chấm. Còn ở Von á họ tẩm ướp để cho cái gia vị mà khiến cho người ta cảm thấy ấn tượng mạnh với cái gia vị đấy, kể cay cũng phải rất là nó phải cay hơn. Sau bình thường mà ngọt thì nó cũng ngọt ngọt hơn ấy, kiểu cái gia vị của cái món gà nướng vậy em thấy nó vẫn rất là kiểu để lại ấn tượng mạnh trong đầu em ấy. Rồi nó không có tốt chất lượng gà bằng bên Don đâu, nhưng mà cái gia vị tẩm ướp cả cái việc là họ tẩm ướp cái lớp bột ở ngoài này cũng thế. Papa chicken. Ở cái này không có chấm à? Có chấm không? Có một cái hộp rau ăn kèm. Cái số gì ạ? Mayonnaise. Ui, một chiếc đùi. Wow.
Phần to nhất trong này chính là chiếc đùi. Tin được hưởng thụ. Mất phần đầu cánh thì còn một chiếc cánh. Rồi mùi thì lại thấy mùi ớt rồi. Nào, để tôi xem là có cái gì đó. Có cây. Nhưng mà lại có vấn đề rồi. Thịt gà khô đấy. Lại có vấn đề là cái dầu này không thể nào lẫn đi đâu được. Mặc dù là không muốn chia quá nhiều nhưng dầu này chắc chắn là dầu chia đi chia lại rất nhiều lần rồi. Ăn thử này. Cái vị dầu rất rõ luôn. Dầu ăn ngấm hẳn vào miếng gà luôn ấy. Sốt thì họ làm cái hương vị cũng ngon. Ở sốt này ngọt ngọt ngon. Không được. Nhưng sốt này không ngấm được cái miếng thịt bên trong không? Không ngấm. Đây tôi đi ăn thử một cái miếng cái phần thịt hẳn to bên trong nhé. Cái miếng của chị Yến bị cực kỳ rõ mùi dầu luôn. Còn cái miếng của em thì không bị. Tại vì em chưa ăn phần da này, em mới ăn phần trong thôi. Ăn cái phần da rõ lắm luôn ấy. Đó là dầu chiên đi chiên lại ấy. Mình nhựa nhựa ấy. Đấy. Mà thịt lại không ngấm sốt, với cả không ngấm gia vị cả mỡ. Ba như là họ không ướp được đúng không? Để nguyên rồi. Nên nó không động lại vị ở bên da ở bên trong. Tức là cái phần ngon của gia vị thì nó chỉ bám đúng ở ngoài cái phần da gà. Cay quá. Em thấy cay à? Cay. Đâu em? Cay mà. Tại quen rồi không kêu. Cay. Càng ngày càng cay. Của Papa là cái hương vị tẩm ớt bột của họ ấy rất rõ luôn ấy. Nhất thì miếng gà lên phát là thấy nó sộc hẳn lên mũi rồi. Mình là một đứa ăn được cay. Và sữa thì là thường là một thứ mà mình hay lựa chọn để giảm cay rồi. Nhưng không phải giảm được nó cũng như kiểu bỏng lưỡi rồi đấy. Dù là chỉ ăn xương xương thôi, mỗi suất gà mình chỉ ăn khoảng 1 đến 2 miếng. Nhưng lúc ấy bọn mình đã ăn đến tận 6 suất gà. Mà các bạn có biết được tổng giá trị của cái số đồ ăn vừa rồi lên bao nhiêu tiền? 1.500.000 Mỹ Kim. Có lẽ bọn mình quay là cả ba cái cửa hàng gà Hàn Quốc này đều rất là nổi. Và giá thì nó cũng mắc hơn những cửa hàng khác. Mày đánh giá về gà rán thì nó ngang hàng hơn so với cái gà nướng. Ừ đúng. Tại vì là bên của Von thì họ lại giao nhầm không có cái nước sốt ấy. Cho nên là đánh giá như thế thì nó cũng hơi khó. Sẽ khó chấm điểm hơn, mình sẽ không được điểm. Như là bọn mình đã nhận xét cho các bạn khi bọn mình ăn thử lúc nãy. Thì các bạn có thể tự hình dung ra được là hương vị của nó. Bởi vì đánh giá như thế thì nó cũng chưa chuẩn lắm ấy. Bởi vì ba loại nó có một loại khác mà. Mà gà của Papa thì mình không hiểu là do quá trình vận chuyển, do quãng đường vận chuyển hay do thời gian giao ca. Nhưng mà mình thấy là không hiểu tại sao Papa lại có chất lượng kém hơn hẳn so với hai loại còn lại trong ngày hôm nay. Chất lượng bảo quản thực phẩm và chất lượng chế biến kiểu rán thì cũng là bảo quản thực phẩm đúng không? Thì là đồ ăn thì ngoài hương vị tẩm ướp thì còn phải là đồ ăn chất lượng về sản phẩm kiểu tươi rồi ngon các thứ nữa. Và cái đấy thì là cái mà mình thấy thật sự bất ngờ và thất vọng. Hoàn toàn bất ngờ là không thể tưởng tượng nó lại gây thất vọng như thế. Đặc biệt là kinh khủng nhất các bạn. Mình không biết nên dùng những cái từ gì kinh dị hơn để miêu tả cái quả ban chan củ cải. Củ cải bốc mùi. Củ cải giống rượu. Một thân mẹ Thắng đã làm con chuột bạch. Tại mẹ tự nhận mà. Không nhưng mà chị ơi phải thử thế mình biết được bản chất vấn đề. Vậy là mình sẽ thích toàn diện nhất thì chắc là mình sẽ thích Don. Cả về giá khả năng giao hàng lẫn hương vị của thực phẩm và chất lượng sốt. Đúng rồi, nó đều nhất, cái gì cũng ở mức tốt. Mình chưa ăn Papa này, thì ăn thử Don với cả không lần ăn gà rán của Don rồi. Nhưng mà cái gà Hàn Quốc mà mình thích nhất thì trước giờ vẫn là Don. Thế tức là ngày hôm nay Don là được nhiều phiếu vote cao điểm nhất. Sau đó đến Von và Papa thì là thực sự đang xếp hẳn. Là đang tụt hẳn, kể cả soi Von cũng là tụt hẳn chứ không phải là ở mức chấp chới. Đúng rồi. Còn Don với cả Von thì có vẻ như là sắp xỉ đấy. Tầm này. Tức là thực ra nếu đó ở cái mức mà khi mà bạn đang ở gần chỗ nào thì bạn có thể tạt ngay vào đây để ăn gà. Đây là Don đúng không? Đây là Von này. Đấy. Và Happy Bird. Và các bạn thì đã ăn những loại gà nào rồi và các bạn thấy loại gà nào ngon nhất, có chung ý kiến với bọn mình không thì hãy để lại comment xuống bên dưới. Rồi, còn bây giờ thì bọn mình sẽ kết thúc video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn subscribe cho mình. Nhấn subscribe nhé, bọn mình được 500.000 sub. Mình sẽ tặng chân gà và offline. Yeah. Bye bye.